Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì mình có dịp đi đến bệnh viện để thăm khám thai cho em bé. Thì sẵn tiện thì mình cũng làm một cái video clip để chia sẻ về cái khám thai ở đây nha. Đầu tiên thì mình sẽ nhập cái số thông tin của mình để lấy số thứ tự và ngồi đợi. Ở đây thì mình phải đặt lịch hẹn trước để mình đến khám cả nhà. Ở đây thì không có đông người. Hôm nay á, thì mình đi chích vaccine. Thì bác sĩ có nói với mình là vaccine này là để bảo vệ em bé. Thì khi mà mình tiêm vaccine xong á, thì họ sẽ cho mình một cái tờ giấy cụ thể là mình đã tiêm cái vaccine gì. Thì mình đang ngồi nghỉ một chút xíu để coi có bị phản ứng phụ không rồi mới đi về. Thì bây giờ là hai vợ chồng của mình xong rồi nè cả nhà. Bây giờ là sẽ đi về. Mình đi siêu thị mình thấy trong siêu thị này có một cái quầy bán vé số thì mình cũng thử mua. Thì một tờ như vậy cả nhà, ở đây thì mình mua 5 tờ. Thì một cái tờ nhỏ như vậy là 1 euro, thì nếu mà mọi người trúng sẽ trúng được 10.000 euro, là trúng cao nhất luôn á. Thì mua cho vui vậy thôi chứ cái này mình nghĩ chắc cũng khó trúng lắm cả nhà. Đi khám bệnh về cũng còn khá là sớm cho nên là hai vợ chồng quyết định đi lên Lisbon. Thì đây là một cái nơi rất là nổi tiếng, là một cái biểu tượng, một trong những biểu tượng của Lisbon luôn. Không biết là cả nhà có đoán được ở đây là ở đâu chưa? Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong và sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Đây là một nơi cũng khá là nổi tiếng và là một trong những biểu tượng của Lisbon mà mình nghĩ là khi mà cả nhà đến đây có thể viếng thăm, đặc biệt là dành cho người Công giáo. Thì đây gọi là thánh địa Chúa Kitô Vua, là nơi gọi là thánh tâm của Chúa Giêsu Kitô, một cái tượng đài Công giáo nằm ở thành phố Lisbon và cái hướng là nhìn ra thành phố Lisbon luôn, nằm ở Amada. Và bức tượng này thì được lấy cảm hứng từ một bức tượng rất là nổi tiếng ở Rio de Janeiro ở Brazil cả nhà. Thì mình nghĩ là nếu mà người Công giáo thì chắc cả nhà sẽ biết cái bức tượng ở Brazil nó rất là to và rất là hùng vĩ luôn. Tượng đài á, thì nằm ở phía nam của bờ sông Tagus. Cái biểu tượng là Chúa Giêsu giang tay ra giống như là ban phước cho thành phố Lisbon vậy đó cả nhà. Thì ở đây thì cách thành phố Lisbon khoảng 7 km đó cả nhà. Hôm nay thì gia đình của mình đi vào ngày thường, vào ngày thứ ba cho nên là không có đông khách du lịch lắm. Mình nghĩ là vào phần những ngày cuối tuần thì sẽ rất là đông. Ở đây thì xung quanh thì cũng sẽ có chỗ gửi xe luôn nha cả nhà. Ở đây thì họ cũng có treo cái bảng giờ mở cửa, thì mình sẽ đi vào bên trong. Thì theo mình thấy á, thì giá vé của một người lớn á, là 8 euro nha cả nhà. Nhưng mà hôm nay không biết cái máy nó bị hư hay sao á, nhưng mà họ yêu cầu là trả tiền mặt. Nhưng mà hai đứa không có đứa nào đem tiền mặt ra hết, cho nên là mình sẽ đi xuống phía dưới, sẽ có cái nơi mà để rút tiền á cả nhà. Bên ngoài là có hai cái tượng của hai vị thánh này cả nhà. Cái cây này là cái cây olive của cả nhà, là một cái loại cây rất là nổi tiếng ở bên đây luôn. Mình nghe chồng mình nói như vậy. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà mình rút tiền này cả nhà, thì họ cũng bán giống như là ở Việt Nam mình, với cái khu du lịch hành hương á cả nhà. Đó, bán rất là nhiều tượng Chúa, những cái biểu tượng đặc trưng ở cái nơi đó gì đó. Nhưng mà giá ở trong này thì mình thấy hơi mắc một chút á. Bây giờ là đi ngược vào bên trong lại để đi lên trên, tại đi đến tới đây rồi cho nên là quyết tâm là phải đi lên trên để xem cả cái view ở trên rất là đẹp luôn. Thì đầu tiên là mình sẽ được đi bằng thang máy nha cả nhà, sau đó thì sẽ đi thang bộ. Thì đi thang bộ cũng không có quá là xa lắm đâu, nhưng mà nó hơi hẹp á cho nên là đi cảm thấy hơi ngợp một chút xíu. Mình nghe nói là đi bộ đi lên đây là 75 bậc bước chân cả nhà, 75 bậc thang thì mới lên tới chính đỉnh. Ôi là trời, cuối cùng thì cũng đã đến nơi rồi cả nhà ơi. Thì mình đang đứng ở dưới chân của Chúa Giêsu nè cả nhà, cái tượng Chúa Giêsu rất là lớn luôn. Mừng quá, lên đây được hít thở không khí rồi gió nữa, mát thoải mái. Thì đây là cái view từ cái tầng quan sát này, cả nhà có thể nhìn thấy toàn bộ bao quát cả Lisbon xinh đẹp luôn. Và đặc biệt là cây cầu 25 tháng 4 cả nhà, nó giống giống như là cái cầu cổng vàng ở bên San Francisco cả nhà. Đó thì cả nhà có thể nhìn thấy được là sông nước rồi, rất là hùng vĩ và tráng lệ luôn và rất là mát.
bức tượng Chúa Kitô vua cao khoảng gần 30 mét mà mình nghe nói là xây đến gần 10 năm mới hoàn thành đó cả nhà, hình như là khánh thành vào năm 1959. Xin chào mọi người. Mặc dù tầm quan sát rất là đẹp, mình không thích cái cổng che nè cả nhà. Mặc dù là mình biết là nếu mà không có cái cổng che như vậy thì sẽ hơi nguy hiểm, nhưng mà đó là cảm nhận riêng của mình thôi. Bây giờ đi xuống cầu thang thì cầu thang sắt ốc, thì xuống tới đây thì cả nhà sẽ thấy được một cái nơi gọi là bán quà lưu niệm nữa cả nhà. Nhưng mà giá ở đây thì hơi mắc một chút, giống như sợi dây chuỷi hồi nãy mình xem là khoảng 16 ơ, 17 ơ, thì tính ra cũng 300-400 ngàn hơn một sợi dây. Nó rất là, nhìn nó rất là tinh tế luôn, nhưng mà giá cả những cái nơi du lịch thì dĩ nhiên là nó sẽ nhỉnh hơn so với là cả nhà mua ở trong một cái nơi mà chuyên bán về tượng Chúa. Mình cố gắng quay một vòng cho cả nhà cùng xem và gia đình của mình đang ở Việt Nam xem luôn á cả nhà ơi. Bây giờ là mình đang đợi để đi xuống phía dưới, thì ở đây cũng không có nhà nguyện nè cả nhà để mình đọc kinh cầu nguyện ở đây, nhưng mà mình không có đi vô trong đó tại không thấy ai vô hết, cho nên cũng không dám đi vô luôn cả nhà. Một nhà nguyện khá là nhỏ nhỏ thôi. Sau khi xếp hàng thì mình sẽ đi cầu thang bộ xuống. Cầu thang này giống như là cái hình xoắn ốc á cả nhà, nó vòng ở bên trong nè, cái này là hơi ngộp. Đi ra tới bên ngoài là cảm thấy thoải mái liền. Cả nhà có thể nhìn thấy là cái tượng đài này á rất là cao, cao hơn 80 mét và có 4 cái trụ để đỡ Chúa Giêsu. Xung quanh ở phía dưới này thì cả nhà có thể thấy là sẽ có những cái chặng đàn thánh giá, theo mình nghĩ là 14 chặng đàn thánh giá cả nhà, để mình có thể đọc kinh hoặc là đi viếng thăm. Hai đứa đi chơi không có ai chụp hình cho hết trơn á, cho nên là tự chụp tại cũng ngại nhờ mọi người xung quanh đó cả nhà. Khi mình đi dạo xung quanh vòng vòng ở đây, mình cảm giác giống như là mình đang đi trong vườn địa đàng á cả nhà. Ở phía dưới thì sẽ có một cái quán cà phê, ở trong đây cũng sẽ có bán luôn bánh ngọt. Ở bên ngoài hình như là cũng có cái nhà vệ sinh luôn á, cho nên là cả nhà đi đến đây thì cứ yên tâm là sẽ được ăn no bụng và có cái chỗ để thư giãn luôn. Ở đây cái không gian quán á, cảm giác rất là mát luôn, tại vì trồng rất là nhiều cây xanh. Mọi người ơi, chỗ này đẹp lắm luôn á, và mát mẻ nữa. Thì mình nghe nói là Papa Francisco sẽ ghé ở đây lúc mà ngày ghé đến Lisbon đó mọi người. Thì không biết là bữa đó có, nếu mà có thời gian thì mình sẽ đến đây để mình đợi Papa. Sau khi đi lên thành phố để giải ngố thì bây giờ cũng phải đi về thôi, tại vì nếu mà đi về trễ thì sẽ bị kẹt xe cả nhà. Nói chung là có một ngày rất là thú vị và có một trải nghiệm nữa, rất là vui luôn. Cả nhà biết không, bây giờ là hơn 9 giờ tối rồi đó, nhưng mà trời còn sáng ghê luôn á. Thì mình và một số người bạn thì đi ra bãi biển gần ở chỗ nhà của mình luôn. Thì từ chỗ nhà của mình đi ra bãi biển này cách khoảng có khoảng 2 cây số thôi cả nhà. Thì ông chồng mình ông đi ra đây ông tắm, và bây giờ là 9 giờ đêm mà còn đi tắm biển nữa, mà lạnh lắm nha cả nhà, tại vì gió á, cho nên là nước biển cũng kiểu lạnh. Nếu mà đi vào buổi trưa thì không sao, nhưng mà buổi tối như vậy thì thiệt sự luôn là mình không có dám đi xuống biển đâu. Tối nay thì trăng rằm, trăng tròn rất là đẹp luôn, cho nên là gia đình của mình và gia đình của người bạn
rủ nhau ra ngoài biển ngồi chơi, ăn uống, nói chuyện và hóng gió biển. Tại vì ở đây thì cũng khá là gần với nhà cho nên là đi ra đây tí xíu rồi về. Não é negócio de puxar aqui. Hello, my brother. I need to see you here. Okay, next year you'll come here. Hope to see you, all right? Biển ở đây ngộ lắm cả nhà, không thấy bán hải sản gì nhiều, thấy bán cái bánh ngọt ngọt này cũng ngộ, cho nên là gia đình của mình mua một cái như vậy là 3 ơ cả nhà, nhưng mà ăn rất là ngọt luôn. Nói chung là sao bên đây ăn ngọt quá vậy mình cũng không biết nữa. Đã bỏ sô cô la bên trong và còn nhúng đường ở bên ngoài nữa. Bây giờ lạnh lạnh nó chỉ ước có một cái nồi niêu hấp xả hoặc là niêu hấp thái thôi, gì còn cái gì bằng nữa. Chứ ăn bánh này thì kiểu chỉ có để no bụng thôi cả nhà. Cho nên ở bên đây á, là chồng mình nói á, là rất là nhiều người bị béo phì với cả nhà, tại vì ăn đồ ngọt với lại ăn bánh mì nhiều quá. Ở đây xung quanh đường phố thì cũng không có bán như là ở Việt Nam mình, ví dụ như là bán những cái đồ mà nóng nóng, ví dụ như là hot dog hoặc là dạng như chả cá viên chiên cả nhà. Ăn mấy cái đó thì mới vô mốt, chứ ăn mấy cái bánh ngọt như vậy thì cũng có, nhưng mà chỉ có một cái tiệm đó thôi. Mình quên quay cho cả nhà cùng xem, để lần khác thì mình sẽ cố gắng mình quay cho cái cảnh mà ở biển ở bên này với biển ở Việt Nam mình khác nhau, cả nhà cũng mình thấy được hai cái sự khác nhau hoàn toàn luôn. Video đến đây cũng dài rồi, thôi gia đình của mình xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà ngủ ngon, tạm biệt.